Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ năm ngày 20 tháng 1 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin Cửu Vạn Đỏ. Sự kiện hai ông chủ của hai tập đoàn Tân Hoàn Minh và FEC với những hành động đáng chê trách gây nhiễu loạn thị trường vẫn đang khiến dư luận không ngớt bàn tán. Tác giả Lý Trần đã soi chiếu những đại gia như Kiên Đầu Bạc, Vượng Vin, Quang Man San, Quyết, FEC, Lam Phá Rừng thuộc Sun Group vân vân. Và xem họ như những cửu vạn đỏ trong bài bình luận đăng trên báo Tiếng Dân. Cửu vạn là một quân bài mang dáng của người khuân vác trong trò chơi bài dân gian cổ. Do vậy, người làm việc khuân vác thường được gạt cho cái tên này. Khuân vác cũng là một cái nghề như bao nghề khác, kiếm sống lương thiện bằng sức lực của chính mình. Song cửu vạn đỏ là một chủng khác làm xấu mặt những người phụ khuân vác lương thiện. Những đại gia như Kiên Đầu Bạc, Vượng Vin, Quang Man San, Quyết FEC, Lam Phá Rừng đều hiểu mình làm thế nào và nhờ ai để có thể trở nên giàu có. Con đường thành đại gia của tất cả họ đều bằng đút lót, hối lộ và cấu kết với quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là hình ảnh tài sản của những người giàu chứng khoán Việt Nam vẫn tăng mạnh trong năm 2021. Chúng đã thành thạo công nghệ này tại những nước hậu cộng sản như Nga và các nước Đông Âu khác khi chế độ độc tài cộng sản sụp đổ nhưng thay thế bằng chế độ độc đoán khác, thối nát và tham nhũng. Đó là lý do vì sao chỉ những con sói Đông Âu mới thành công ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Khi có ý định đầu tư, cá nhân nào không chịu đút lót, hối lộ, vân vân, không chịu làm cửu vạn đỏ cho quan lại của Đảng Cộng sản, thì đừng quên tấm gương của ông Trịnh Vĩnh Bình, người trải qua tù tội biết bao sự đầy đọa trước khi thắng kiện chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam với bản chất đồ tể và chấn lột. Với sức mạnh của truyền thông công dân, những người lao động bình thường tại Việt Nam ngày nay cũng ngày càng hiểu biết hơn về sự cộng sinh giữa chính quyền và tội phạm. Họ đều hiểu rằng sự giàu có của bọn đại gia ở Việt Nam hiện nay chủ yếu đến từ mối quan hệ này với đích là bòn rút tài sản công và tài nguyên của đất nước. Đây chính là tài sản của nhân dân, đáng nhẽ nó phải thuộc về nhân dân. Để đảm bảo công việc cướp, cướp nữa và cướp mãi, bọn đại gia này thúc đẩy chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam tham nhũng, đàn áp những tiếng nói chống lại bất công, bịt miệng người dân và đẩy họ vào cảnh tù tội. Loại cộng sinh mafia ngày nay tại Việt Nam đã nay mang màu sắc đỏ, còn nóng hổi là hiệp đồng tác chiến hoàn hảo hoặc là trận đánh đẹp của Bộ Khoa học và Công nghệ, Học viện Quân y, Bộ Y tế, Tuyên giáo với Việt Á. Chúng kiếm tiền trực tiếp trên tính mạng của người dân bằng cách cho phép nhập thuốc ung thư giả, bằng test kit giả vân vân và bằng đạo đức giả. Đây là hình ảnh công ty Việt Á được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp tiền cho nghiên cứu cùng với Học viện Quân y rồi được Bộ Y tế chứng nhận chất lượng sau đó và báo Tuyên giáo Đảng tung hô về chất lượng cũng như nổ láo rằng được các nước đặt mua để xuất khẩu đi toàn thế giới, vân vân. Vì thế mà toàn thể nhân dân đã bị lừa dối và từ đây hàng nghìn, hàng chục nghìn nhân mạng người Việt Nam đã phải ra đi. Họ dã man như vậy. Các sử gia tử tế của Việt Nam hãy ghi lại việc làm khốn nạn này của thời Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bên cạnh những tội ác khác chống lại nhân loại như cải cách ruộng đất, nhân văn giải phẩm, Mậu Thân 1968, Đồng Tâm năm 2020, vân vân. Đây là tội ác, tội của bọn đại gia một thì tội của bọn quan chức cộng sản gấp 10. Song, sự cộng sinh thường mang tính thời vụ. Một khi những ông chủ quan chức cộng sản và bộ máy cộng sản đã khai thác đủ nhóm đại gia này, họ sẽ xây dựng đội ngũ mới. Đánh hơi thì sự bất an, thời gian gần đây các đại gia Việt Nam bắt đầu có những hành vi của kiến trên chảo nóng. Chúng cảm thấy Đảng Cộng sản Việt Nam sắp áp dụng bài học cùng hưởng thụ học từ Đảng Cộng sản Trung Quốc nên bắt đầu có những động tác được hiểu là tẩu tán tài sản, bắt đầu vào Vượng Vin rồi Quyết Còi. Bài học nuôi béo để thịt có từ thập niên 1970 đến năm 1980 vẫn còn nguyên tính thời sự ở chế độ độc tài chấn lột này. Người thì gọi bọn này là bọn bỏ sữa đỏ. Khi bình thường chúng cấp sữa cho các ông bà chủ và được chăm bẵm bảo kê tưởng như không có ai có thể động đến. Kẻ bảo kê cho chúng tất nhiên phải là bọn quan lại của Đảng Cộng sản, có thế lực, quyền hành, nghiêng nước, nghiêng trời. Song, khi có sự
chính những kẻ từng là ông chủ của chúng sẽ thí mạng chúng vì không bao giờ ông chủ hy sinh vì con bò cả. Không có con này để vắt sữa thì sẽ có con khác tới đây. Người khác thì bảo bọn này mang tính kiếp kiểu vạn, đã cúc cung tận tụy, khuân của ăn cắp về cho chủ, nhưng số phận sẽ không khác những con bò sữa nói trên. Có lẽ hình tượng này khá phù hợp, bắt đầu từ ông Kiên đầu bảng. Kiên cũng chắc mầm khi bị vướng vào vòng lao lý thì ắt sẽ có bề trên che chở, nhưng ông ta còn tỏ ra rất ngạo mạn tại tòa. Kết cục thế nào thì hỏi quy luật pháp luật vừa qua cũng đã nói. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Đức Kiên, hay còn gọi là bầu Kiên đầu bạc, hiện còn đang ở trong nhà tù với án 30 năm tù giam. Còn Phan Quốc Việt là của Việt Á, liệu có bảo toàn được tính mạng hay không cũng đang là câu hỏi. Chế độ của Đảng Cộng sản Việt Nam tham nhũng này luôn bảo vệ cán bộ của nó, nhất là phe phái của nó đang mạnh trong Đảng Cộng sản. Và mọi tội lỗi sẽ được đổ lên đầu của tay kiểu vạn này mà thôi. Khi có quyết định làm kiểu vạn cho bọn Cộng sản ăn cắp thì phải hiểu rằng sẽ có ngày làm thân con tốt để thí. Kiểu vạn sẽ chết dục trong tù hoặc đột tử vân vân vì ngã hay vì bệnh lạ. Chỉ một chút Lodium hay Novichok của đồng chí Putin cho là xong. Đồng chí với nhau như Bá Thành, Đại Quang vân vân mà còn mất mạng vì tranh giành quyền lực, huống hỉ rồ mấy tay kiểu vạn này. Có điều đau xót là người dân Việt Nam vẫn mãi mãi chỉ là đối tượng để bị cướp bóc của chế độ Cộng sản khi băng nhóm này sang tay cho băng nhóm khác. Và liệu đây có là bài học cho những tay kiểu vạn hay bỏ sữa đỏ đang cùng bọn quan tham phá tan nước Việt Nam, đầu độc xã hội về mọi mặt và hành hạ dân Việt Nam hay không? Chính bọn kiểu vạn đỏ này cùng với quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam, công an, quân đội được phép kinh doanh đang thao túng toàn bộ chính quyền của Đảng Cộng sản và mặc sức tàn phá đất nước và đàn áp dân chúng. Còn sự cai trị của Đảng Cộng sản, còn Đảng Cộng sản cùng với quân đội và công an làm kinh tế thì sẽ còn mãi những bí thư Tất Thành Cang, các tướng như Phùng Quang Thành, Nguyễn Văn Hiến, Phan Văn Vĩnh, vân vân. Và tất nhiên khi còn lũ quỷ đỏ hút máu của dân ấy thì sẽ còn mãi những Đoàn Văn Vơn, Đặng Ngọc Viết, những dân oan Đồng Tâm, Dương Nội, vân vân. Cũng sẽ còn tiếng thét trước tòa rằng đào đảo Đảng Cộng sản của Cấn Thị Thêu cùng những người nông dân hiền lành buộc phải đứng dậy để bảo vệ gia đình mình trước cường quyền. Tác giả Lý Trần đã nêu ra quan điểm của mình như vậy. Đây là hình ảnh hai mẹ con bà Cấn Thị Thêu hô đào đảo Cộng sản khi kết thúc phiên tòa gần đây. Trên trang Facebook cá nhân, luật sư Lương Vĩnh Kim bình luận vụ hai ông chủ tập đoàn đã làm xấu mặt doanh nhân trong bài viết với tựa đề Một tầng lớp sinh non. Bài viết ghi rằng doanh nhân Việt Nam là tầng lớp thua thiệt so với doanh nhân nước ngoài về nhiều mặt. Thua về vốn, thua về công nghệ, thua về quản trị, thua về trí tuệ và đặc biệt là thua về văn hóa doanh nhân. Tâm thư của ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Tập đoàn Tân Hoàn Minh gửi cho 16 cái gạch đầu dòng cho thấy sự nịnh bợ thần thánh này hơn cả những bà lên đồng vái lạy tứ phương. Nó là đỉnh cao của văn hóa nịnh bợ chính quyền của tầng lớp doanh nhân hiện nay. Cũng có một vài người bạn doanh nhân nịnh bợ quan chức chính quyền một cách lạ lùng. Họ treo hình ảnh chụp chung của họ với một số ông quan to bà lớn trong phòng tiếp khách ở phía trên, ngay sau lưng chỗ ngồi của mình. Thoạt nhìn cứ tưởng đó là cha mẹ họ, hễ có dịp là họ xuất hiện cặp kè bên cạnh nhân vật quan to. Có người thì hầu như ngày nào cũng có mặt ở nhà hàng nào đó để tiếp đãi các công chức, đặc biệt là các công chức đang trực tiếp quản lý doanh nghiệp. Nhìn cách họ khoe khoang tiếp đãi quan chức chính quyền, nhận ra rằng một tâm hồn yếu đuối ẩn giấu đằng sau chiếc áo doanh nhân. Doanh nhân Việt Nam hiện nay được coi là một tầng lớp sinh non. Thời Pháp thuộc, tầng lớp doanh nhân Việt Nam rất nhỏ bé. Ở miền Bắc sau năm 1954, tầng lớp doanh nhân Việt Nam bị xóa sổ hoàn toàn sau 3 năm cải tạo công thương nghiệp. Đây là hình ảnh hồi cải cách ruộng đất năm 1954, doanh nhân Nguyễn Thị Năm hay là bà Cát Hạnh Long, người dốc hết tài sản ra ủng hộ chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã bị chính đảng này xử tử sau đó. Ở miền Nam, sau năm 1975, tầng lớp doanh nhân cũng bị đánh què, gần như tê liệt hoàn toàn sau khi các chiến dịch đánh tư sản và cải tạo xã hội chủ nghĩa. Từ sau đại hội lần thứ 6 năm 1986 mới bắt đầu manh nha chuyển sang kinh tế thị trường, nhưng phải đến sau năm 1990 mới có nhiều người mạnh dạn bỏ vốn ra để làm ăn. Thời kỳ từ năm 1986 đến năm 2000 như là thời kỳ doanh nhân trưởng thành trong bụng mẹ
chưa được khai sinh. Có thể coi ngày 1 tháng 1 năm 2000, luật doanh nghiệp Việt Nam có hiệu lực là ngày khai sinh tầng lớp doanh nhân Việt Nam mới. Tầng lớp doanh nhân Việt Nam sinh sau đẻ muộn và tầng lớp bị sinh non, phần đông là siêu nhỏ, siêu mỏng, buôn thúng bán bừng. Một số doanh nghiệp lớn thì hầu hết hoặc là có bóng dáng nước ngoài thâu tóm, hoặc là có tham gia vào quá trình ăn chia tài sản nhà nước, mà chủ yếu là ăn chia đất đai thuộc sở hữu toàn dân. Chính sách công nghiệp hóa đất nước Việt Nam cho đến nay là thất bại. Việt Nam không có sản phẩm công nghiệp xứng tầm. Quanh đi còn lại chỉ xuất khẩu thô các sản phẩm nông ngư nghiệp. GDP bình quân đầu người Việt Nam có tăng so với thời kỳ chỉ trồng lúa, nhưng đất nước thì không phát triển. Luật sư Lương Vĩnh Kim đã nêu ra nhận định của mình như vậy. Kính mời các bạn xem bản tin không có tự do, dân chủ thực sự thì sẽ không có được nhân tài. Ông Thủ tướng Việt Nam mới đây cho rằng muốn có cán bộ giỏi thì phải tổ chức thi tuyển. Ông Phạm Minh Chính phát biểu như vừa nêu khi tham dự hội nghị do Bộ Nội vụ tổ chức tại Hà Nội vào hôm 12 tháng 1 năm 2022. Ông Chính cũng cho rằng người tài quan trọng nhất là phải có tư duy, phương pháp luật tốt, có thể học hành ngành này ngành kia nhưng vẫn tiếp cận rất nhanh. Theo ông, những người tài chỉ làm việc một vài năm nhưng hiệu quả công việc đã bằng người khác làm 10 năm. Ông Chính cũng cho biết thêm, thi tuyển đã được cha ông đặt ra từ rất lâu và thế giới cũng đang thực hiện. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị của ngành nội vụ vào sáng ngày 12 tháng 1 năm 2022. Giáo sư Nguyễn Đình Cống khi trả lời Đài Tiếng Nói EFA từ Hà Nội vào hôm 14 tháng 1 cho rằng nếu cán bộ lãnh đạo do đảng lựa chọn thì rất khó có được cán bộ giỏi dù cho là bằng bầu cử hay thi tuyển, vì rằng tiêu chuẩn số 1 là lòng trung thành với đảng, với Marx Lenin. Những người giỏi chân chính thường không có lòng trung thành ấy lại hay có ý kiến phản biện. Họ đã bị loại ngay từ vòng đầu, ông cho biết tiếp. Thủ tướng đề cao việc thi tuyển, nó là cần, nhưng là công việc cuối cùng. Phải có nhiều người giỏi đã thì mới có nguồn để tuyển chọn. Người giỏi thì trước hết là do trời sinh ra, rồi có một môi trường thuận lợi để phát triển. Môi trường tốt là tự do, dân chủ. Vậy để có người giỏi cho đảng lựa chọn thì trước hết phải tạo ra môi trường tự do, quan trọng nhất là tự do tư tưởng, tự do phản biện và phải bỏ tiêu chuẩn trung thành với lý tưởng của đảng trong lựa chọn. Bóp nghẹt tự do tư tưởng, tạo ra dân chủ giả hiệu thì chỉ vùi dập nhân tài, tiêu chuẩn trung thành chỉ nằm loại nhoại bỏ nhân tài mà thôi. Đường lối cán bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam phạm một số sai lầm về phản dân chủ, phản tiến bộ, phản khoa học. Theo đường lối đó, dù có tổ chức thi tuyển kiểu này cũng chỉ là yếu tố chọn được bọn người cơ hội. Thủ tướng nên yêu cầu quyết liệt sắp xếp tinh gọn bộ máy, nhưng theo giáo sư Nguyễn Đình Cống, trong một bộ máy cồng kềnh gồm ba lực lượng là đảng, chính quyền, mặt trận vân vân chồng chéo, dẫm đạp lên nhau thì tinh gọn được chỗ này nó lại phình ra chỗ khác mà thôi. Vì vậy, giáo sư Cống cho rằng trước hết cần tinh gọn cơ cấu, như vậy sẽ có hiệu quả hơn rất nhiều. Đây là hình ảnh tờ báo Dân Chí vẽ mô hình cả họ làm quan ở huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Chuyện cả họ làm quan kiểu này ở Việt Nam không hiếm. Ví dụ như cả họ nhà ông Bí Thư Triệu Tài Vinh, tỉnh Hà Giang đều chia nhau các chức vụ chủ chốt trong bộ máy của chính quyền ở đây. Luật cán bộ công chức Việt Nam từ năm 2008 đã quy định công chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng bổ nhiệm ngạch chức vụ, chức danh trong cơ quan nhà nước hay của Đảng Cộng sản Việt Nam. Lâu nay, Việt Nam vẫn tổ chức các kỳ thi tuyển công chức thường kỳ, nhưng vì sao vẫn không thể tuyển được người tài như lời ông Phạm Minh Chính vừa nói. Trả lời Đài EFA vào hôm 14 tháng 1 từ Hà Nội, giáo sư Đặng Hồng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận định như sau. Thi công chức cũng là một việc tuyển cán bộ cho nhà nước. Việc thi đặt ra thì tôi cho là đúng hướng. Nhưng thực thi của nó thì tôi cũng nghe ý kiến từ nhiều nơi. Thậm chí người ta có thể tiết lộ đầu bài hay chăn dắt trước theo kênh này, kênh khác chẳng hạn. Để tuyển dụng được người nhà vào, nhiều ý kiến phản ánh đến tai là chuyện ấy vẫn tiếp tục đang diễn ra ở nhiều nơi. Thành ra mặc dù đã chính thức có cuộc thi tuyển công chức, thậm chí là cấp vụ trưởng
vụ phó cũng có thi tuyển, vân vân. Nhưng cũng có nhiều nơi thi không nghiêm túc, chấm trước rồi mới đặt ra câu hỏi, rồi mới đưa vào hội đồng, vân vân. Nói chung là độ minh bạch còn thiếu. Thế nhưng, theo giáo sư Đặng Hùng Võ, điều quan trọng hơn ngoài chuyện thi tuyển thì lương công chức phải tử tế hơn. Chứ lương công chức như hiện nay thì theo ông Võ là không thể làm giỏi được. Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Văn Tất Thu khi trả lời báo chí trong nước cũng cho rằng chừng nào đội ngũ cán bộ công chức có một chính sách lương ở mức trung bình khá trở lên, khi đó chính phủ Hà Nội mới kỳ vọng được sự khát vọng vươn lên để đề cao trách nhiệm, văn hóa công vụ, đạo đức công chức, vân vân. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Thảo, nguyên trợ lý Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng nhận định trên báo Nhà nước rằng tiền lương không phải nguồn thu nhập chính của cán bộ công chức, bổng nhiều hơn lương. Đây là hình ảnh nhân viên bệnh viện Tuệ Tĩnh xuống đường biểu tình vì bị lỡ lương suốt 8 tháng. Ông Thảo cũng cho rằng nhiều người thích vào công chức nhà nước vì có phần ngoài lương, còn nếu chỉ có lương thì không ai thích vào cả. Nếu chỉ có đồng lương thực nhận thì liệu giới lãnh đạo Việt Nam có thể có cơ ngơi như mọi người trông thấy, hay con cái của họ liệu có thể có tiền để đi du học tại nước ngoài hay sống cuộc đời vương giả hay không? Trong khi việc tổ chức thi tuyển công chức được cho là còn nhiều kẽ hở, thì việc đào tạo nâng cao trình độ công chức cũng còn nhiều bất cập. Và liên quan đến vụ bê bối của Trường Đại học Đông Đô đã cấp hơn 600 bằng cử nhân tiếng Anh giả. Cơ quan chức năng đã phát hiện ra nhiều cán bộ công chức nhà nước cũng tham gia mua bằng giả. Đáng chú ý là có 55 trường hợp sử dụng bằng giả này để xét tuyển, nghiên cứu sinh và bảo vệ luận án tiến sĩ. Thật là nguy hại. Nhiều người cho rằng Bộ Nội vụ nên thay đổi cách tuyển dụng công chức và cần xem xét lại, thay vì đào tạo tiến sĩ cho công chức thì công chức nên học chính sách công, tài chính công, đầu tư công, hành chính công, vân vân. Hầu hết các quán quân Olympic đều đi du học rồi ở lại nước ngoài chứ không về nước làm việc, và vì sao câu hỏi này đang được đặt ra. Đây là hình ảnh cuộc thi đường lên đỉnh Olympia tổ chức nhiều năm ở Việt Nam. Mỗi khi kết thúc trận chung kết đường lên đỉnh Olympia lại dấy lên một cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội về việc đi du học rồi các nhà vô địch Olympia có trở về nước để làm việc, đóng góp cho đất nước hay không. Điều này xuất phát từ thực tế hầu hết quán quân sau khi nhận học bổng sang Úc học tập đều chọn ở lại đất nước này sinh sống và làm việc. Hiện chỉ có 3 quán quân Olympic trở về nước sau khi đi du học, đó là Lương Phương Thảo năm thứ 3, Lê Viết Hà năm thứ 7 và Nguyễn Trọng Nhân năm thứ 14. Chia sẻ về lý do chọn nước Úc, một số quán quân đường lên đỉnh Olympia cho rằng cơ hội làm việc cũng như ứng dụng những điều đã được học tập tại Úc vào thực tiễn ở Việt Nam rất khác biệt. Thậm chí một số ngành nghề ở Việt Nam cũng ít có. So sánh giữa hai nền giáo dục, Phan Đăng Nhật Minh là quán quân năm 2017 cho biết hệ thống giáo dục giữa Việt Nam và Úc khá khác biệt. Nếu như có về Việt Nam thì khó có thể sử dụng được các phương pháp giảng dạy đã được học ở Úc để giảng dạy tại Việt Nam. Nhật Minh cũng bày tỏ quan điểm không nhất thiết phải trở lại Việt Nam mới có thể là đóng góp cho đất nước. Phan Đăng Nhật Minh là vốn là quán quân năm 2017 cũng cho biết hệ thống giáo dục giữa Việt Nam và Úc khác biệt một trời một vực. Trên thực tế, với mỗi nhà quán quân đường lên đỉnh Olympia lựa chọn nước Úc để làm việc, chắc hẳn điều đó còn có những lý do riêng. Và cũng không ít người thẳng thắn nói về triển vọng nghề nghiệp, cơ hội trong công việc cũng như ứng dụng những điều đã học được. Ngoài việc lương thưởng thấp, nhiều người không về nước vì khó phù hợp với điều kiện làm việc và phát triển tài năng cho mình. Thậm chí đã có nhiều cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài về nước mong muốn làm việc cũng thi trượt công chức. Bên cạnh đó, cơ chế chính sách tuyển dụng đãi ngộ đã quá lạc hậu, cần phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Đây là hình ảnh giáo sư Ngô Bảo Châu chọn đi định cư ở Mỹ làm việc mặc dù phía Việt Nam đưa ra nhiều đãi ngộ. Lý giải về tình trạng này, nhà báo Nguyễn Như Mai cho biết, đối với những người có tri thức được đào tạo bài bản ở nước ngoài thì họ không muốn ở lại, không chỉ vì đời sống vật chất, họ còn có một thực tế phải đối mặt khi về nước. Đó là phải chạy trọt xin việc, phải va đập vào những thủ tục phức tạp, phải lo lót đầu tiên tức là tiền đâu mà nhiều khi vẫn thất nghiệp. Xin được việc làm rồi, họ lại không thể phát huy được cơ sở đã học, bởi làm giảng dạy, làm khoa học thì thiếu thiết bị, thiếu môi trường khoa học, lại bị chèn ép, kèn cựa,
cá mè một lứa, vân vân. Làm trong cơ quan thì bị các thủ trưởng thiếu tri thức sử dụng vào những việc chẳng cần đến những điều đã học, rồi sống mòn với nếp sống sáng cấp cặp đi, tối cấp cặp về. Họ e ngại tất cả những ước mơ hoài bão đều dần dần bị thui chột. Đấy là chưa kể về nước, lương lậu có thể là không tương xứng với công hiến, thậm chí là không nuôi được mình và gia đình. Thêm một điều nữa, chỉ những người đã học ở nước ngoài mới dám nói rằng ở nước ngoài họ được sống thực với mình, dám nói điều mình nghĩ, trong khi về nước lại phải giấu giếm ý nghĩ của mình hoặc phải lựa chiều để nói dối. Không thực lòng, đâm ra họ sợ. Vậy thì hỏi, nếu bạn là người như họ, là người trong cuộc thì bạn quyết định như thế nào? Xin đừng nên trách họ là được hưởng ưu ái nọ kia mà không yêu nước, là chỉ muốn hưởng thụ, vân vân. Xin nói là họ đã biết rất rõ, muốn sống ở nước ngoài cũng không dễ đâu. Phải lao động thực sự, phải có tài, chứ không thể dựa vào chạy trọt, dựa dẫm được. Và chỉ trừ ra những con nhà đại gia, con quan tham có tiền để ra nước ngoài sống, trong cuộc sống hưởng thụ do tiền dư thừa của cha mẹ họ đưa lại mà thôi.